Chào các bác nhá. Vịt 44 ngày vẫn phải đè ra tiêm đây. 1.000 con đi mất 200 em rồi. Ăn vẫn khỏe. Đè ra chết thôi. Tự nhiên chết thôi. Tụ huyết trùng cấp tính, ghép bại huyết E. coli. Nên là đến ngày bán rồi các bác vẫn cứ phải phòng bình thường nhá. Ăn khỏe mạnh, không sốt, tắm mà mầm. Thế mà vẫn chết. À sợ. Đến ngày bán rồi các bác, 3 cân rưỡi trở lên rồi vẫn phải tiêm. Tiêm một mũi thôi, không vẫn cứ chết. Tiêm để cắt chết thôi các bác. Mạnh hạ sốt rồi, hạ sốt Sevogen cộng dịch tả lấy gấp đôi. Đó đây, tiêu chảy phân tụ huyết trùng các bác nhé. Thân xanh nõn chuối, thân xanh nõn chuối. Xanh nõn chuối, còn phân của dịch tả nó khác các bác nhé. Phân dịch tả thì nó lại là nhớt, xanh nhớt vàng. Phân này là phân xanh nõn chuối. Đó. Đây. Tụ huyết trùng. Bại huyết ghép tụ huyết trùng cấp. Đây, phân này nữa này. Đấy. Chữa đơn giản thôi. Nên bệnh này thì tiêm mũi là ổn thôi. Dừng chết ngay. Đó. Đây là các bác cứ phòng định kỳ nhá. Như anh em mình thì hay cho phòng định kỳ. Đến 40 ngày vẫn phải uống một đợt kháng sinh nữa. Đợt 40 ngày rất là quan trọng vì sắp thu rồi. Đấy, định kỳ mình dùng Clamox thôi. Đây. Trong vòng 3 ngày hao mất 200 em. Rồi. Hôm qua chưa tiêm được. Nay chết món này. Rồi, chào các bác nhé. Đây là một ca bệnh do vi khuẩn thông thường thôi các bác nhé. Tức là vịt bị chết đột tử. Nhưng mà con vật vẫn ăn uống khỏe mạnh, tắm bình thường nên là vẫn chữa được. Nếu mà đàn mắc các bệnh nguy hiểm như là cúm hoặc temusu thì nó sẽ như thế nào? Trước hết thì đàn sẽ kém ăn, bỏ ăn. Đàn vịt có hen khẹt nhẹ và chắc chắn là sẽ có thể thần kinh rồi. Còn nếu mà các bác muốn biết chính xác cúm hoặc temusu thì chỉ có đem xét nghiệm thôi. Sau đây các bác cùng tham khảo chữa một số ca bệnh cúm và temusu nhé. Rồi, chào các bác nhé. Giờ này miền Bắc đang gặp các vấn đề liên quan đến virus rất là nhiều. Có thể là cúm này, có thể là temusu, các bác phải để ý nhé. Khi gặp các vấn đề liên quan virus như là cúm và temusu thì phải xử lý như thế nào? À, trước hết là phải nhận biết đã. Nhận biết là phải kém ăn, bỏ ăn trên 50% các bác nhé. Sau đó là có biểu hiện thần kinh lật ngửa và chết. Đấy là cúm độc lực nhẹ hoặc là temusu độc lực nhẹ thôi. Đó, nhẹ còn chữa được, nặng không chữa được đâu. Độc lực cao chịu. Chữa như nào? Anh em mình đang thử nghiệm phác đồ điều trị virus nhé. Thì mình sẽ cho tiêm kháng thể. Tiêm kháng thể. Đây là cái kháng thể gọi là kháng thể không đặc hiệu của gia cầm nhá. Và pha với cái đây là cái interferon. Interferon là cái đây. Và đây là cái interferon của gia cầm nhá. Đây này. Ok. Tiêm liều thì 0,7C trên 1kg thể trọng. Tiêm mũi thứ nhất thôi. Nếu mà các bệnh liên quan virus thì chỉ cần tiêm 2 này thôi. Sau đó dùng kháng sinh kiếm phát. Bắt buộc kháng sinh kiếm phát nhé. Rồi kêu các bác. Tiêm một mũi duy nhất thôi. Nó dùng kháng sinh kiếm phát. Năm nay chữa cúm với lại tem đơn giản hơn năm ngoái. Năm trước độc lực nó cao lắm. Năm nay độc lực nhẹ vẫn tiêm được. Hôm nay là ăn mấy bao anh? Giảm ăn nhiều không? À hôm qua giảm ăn nhiều không? Ăn kém. Đây là vịt cherry các bác nhá. Miền Bắc mùa này nuôi sướng cực kỳ luôn. Sướng lắm. Miền Bắc mùa này nuôi vịt cứ 4 cân, cherry 4 cân. Rồi. Khu vực này cũng chăn nuôi nhiều, lưu cữu phân đấy rất là nhiều. Rồi chào các bác nhé.